Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục trở lại kênh Cao Trung Audio Bắc Giang. Với video tiếp theo thì bên em lại tiếp tục về được một lô sản phẩm cực VIP luôn. Đó là sản phẩm của dòng BMW được sản xuất tại Nhật Bản. Với mã cao cấp của dòng BMW và nó là mã đỉnh cao nhất của BMW. Và chất âm của nó thì nó cũng là đẳng cấp nhất. Đây, mời các bác xem cái model của nó nhé. Model của nó là CS252V. Công suất của nó đạt đến 250W và made in Japan nhé. Với những sản phẩm này thì các bác dùng để ghép với những chiếc âm ly 203N hay 35 mã, hay những chiếc âm ly 506. Các bác phối ghép cùng với những cặp loa Bose thì cái sản phẩm của 252V này nó hòa quyện, chất âm nó rất xin là hay nhé. Nếu bác nào mà nghe ở những phòng nhỏ chạy một chiếc 203 phối ghép với cái này thì các bác nghe nhạc du dương, nghe nhạc đỏ, nhạc vàng hay những bản nhạc không lời, nó đều cho ra cái chất âm tuyệt vời, âm sắc của tép nghe nó ngọt ngọt tiếng, và cái giải bass của nó thì cực hay, cực phê. Và với lô sản phẩm của em về thì có gần 30 cặp 252V. Đó là một trong những lô sản phẩm được gọi là nhiều nhất khi nó có những lô sản phẩm đẹp như thế này. Bình thường nó chỉ về được khoảng 5 đôi, 10 đôi. Nhưng cái lô này thì nó lại quá đẹp, bao nhiêu bên em cũng ôm hết, miễn là sản phẩm nó được đẹp. Với những sản phẩm vẫn còn nguyên mộc như các bác nhé. Nguyên mộc ở bên nước ngoài họ chuyển về. Đây, tháo ở phòng ra nhé. Ở bên nước ngoài họ mới sử dụng những sản phẩm cao cấp như này nhé. Sản phẩm này mà mới thì của nó thì giá thành của nó cực cao luôn. Và với những sản phẩm hiện tại nguyên chất bãi như này, đẹp leng keng này, sẽ được vệ sinh sạch sẽ và thay những chiếc gân. Và đặc biệt với những sản phẩm này thì 100% là phải thay gân rồi. Đó. Đấy, gân nó đã mòn rồi. Thay gân thì các bác chơi về âm thanh, đặc biệt chơi về những sản phẩm loa Bose, loa Bose thì cái gân của nó thì không phải suy nghĩ, thay nó là chuyện đương nhiên. Miễn là cái độ đẹp và cái chất âm của nó thì các bác đã biết rồi. Đây, những chiếc loa bên em đang cho anh em vệ sinh nhé. Bắt đầu tháo tổng thể ra để vệ sinh, vệ sinh từ trong ra ngoài, dập rũ. Miễn là cái chất loa của nó, cái tuyến loa nó còn được đẹp như này, mời các bác nhé. Đây là những sản phẩm đã tháo ra để vệ sinh này. Đấy, sẽ được thay gân. Đấy, mời các bác xem cái vẻ đẹp của những sản phẩm nguyên mộc, nguyên chất bãi nhé. Đấy, các bác xem nó đẹp như thế nào. Anh em phải tháo tổng thể luôn ra nhé. Và phía kia là những chiếc logo của 450C. Nó những cái nào xưa quá bên em cậy vứt đi. Nhưng với những sản phẩm của 252V này thì kể cả những chiếc tem của nó còn rất là đẹp nhé. Mời các bác chiêm ngưỡng nhé. Bên em sẽ tắm rửa vệ sinh, giặt giũ tất cả những cái ê căng vải, ê căng nhựa sẽ được tắm rửa bằng xà phòng hết. Rất đẹp nhé. Và các bác có nhu cầu về những sản phẩm của BMW đỉnh cao, cao cấp nhất của hạng BMW 252V này thì các bác cứ alo cho em nhé, qua hai số điện thoại 0963 101 38 hoặc là 0962 355 39. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và giờ đây em cũng xin phép tạm dừng video. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.